Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý về giải cầu lông Thomas Cup. Thưa quý vị khán giả, vào chiều tối nay đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Indonesia gặp đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của trận đấu. Ở trận đánh đơn đầu tiên, Ginting của đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng trước Chu Tien Chen của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa sau 2 set với các tỷ số 22-20 và 21-16. Sau đó, ở trận đánh đôi, đôi Li Yang và Wang Chilin của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đã vượt qua đôi Anfian và Ardianto của đội tuyển Indonesia với các tỷ số 28-26, 16-21 và 21-14, cân bằng tỷ số 1 đều của cuộc đấu. Ở trận đánh đơn tiếp theo, Christy lại giúp đội tuyển Indonesia vượt lên dẫn 2-1 sau khi hạ Wang Yuwei của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa sau 2 set 21-17 và 21-13. Tuy nhiên, tỷ số lại được cân bằng 2 đều cho đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa sau trận đánh đôi kế tiếp khi Lu Qingyao và Yang Pohan thắng 22-20, 17-21 và 23-21 trước Asan và Martin của đội tuyển Indonesia. Và chiến thắng 3-2 chung cuộc cho đội tuyển Indonesia chỉ được xác định sau trận đánh đơn cuối cùng khi Rustavito vượt qua Chi Yuyen với các tỷ số 16-21, 21-18 và 21-19.